Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video clip tiếng Nhật do Trung tâm Đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn NV thực hiện. Để tiếp tục chuỗi video, ngày hôm nay Sensei sẽ đồng hành cùng các bạn đi tìm hiểu nội dung ngữ pháp của bài số 2, Dai Nika. Nội dung chính của bài ngày hôm nay gồm có các nội dung như sau. Đó là nhấn mạnh điều muốn nói, giải thích nguyên nhân hay là lý do. Thứ hai đó là về thể khả năng và cách vận dụng của thể khả năng. Thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu về vì nguyên nhân và nguyên nhân khách quan. Thứ tư chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu ngữ pháp liên quan đến trong trường hợp. Và thứ năm đó là thế mà. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Minasan, đến Kyoshimasho. Bunke 1. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu ngữ pháp んですか? Sẽ có ví dụ như sau. Ame wa futte imasu ka? Các bạn chú ý những cái phần mà sensei gạch chân nha. Ame wa futte imasu ka? Thì cái người bạn trai này sẽ nói là hay Ame ga futte imasu. Thì trong cái câu mà câu hỏi là Ame ga futte imasu ka? Thì sensei sẽ chuyển thành Ame ga futterun desu ka? Ame ga futterun desu ka? Đang mưa có phải không? Hey. Đây là phỏng đoán hoặc là xác nhận nguyên nhân, lý do với những gì mình đã nghe hoặc là nhìn thấy đúng không? Chữ ở đây là hình ảnh hai bạn đang nói chuyện với nhau đúng không? Bạn nữ nhìn thấy bạn nam có một cái cặp rất là đẹp thì bạn ấy mới nói hỏi là Ikaban desu ne, doko de kaimashita ka? Ở đây là một cái mẫu rất là đơn giản, mẫu câu cơ bản nhất mà chúng ta đã học lâu nay đúng không? Vậy thì đối với mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học thì câu này sẽ chuyển thành Ikaban desu ne, doko de kattan desu ka? Ikaban desu ne, doko de kattan desu ka? Cặp đẹp nhỉ, bạn mua ở đâu vậy? Đây là trong trường hợp gì? Người nói muốn được người nghe cung thêm thông tin với những gì mà mình đã nghe hoặc là nhìn thấy. Ở đây là hình ảnh hai người đang đối thoại với nhau đúng không? Một cái chị gái chị hỏi là Osokattan desu ne, doshimashita ka? Doshimashita ka? Đến muộn thế, mày bị làm sao vậy đúng không ạ? Anh bị làm sao vậy? Thì cái người bạn nam mới trả lời là Kino osoku nemashita kara, vì hôm qua là tôi ngủ trễ đúng không ạ? Sensei có câu chuyển sang như sau. Osokatta desu ne. Osokatta desu ne. Doshitan desu ka? Kino osoku netan desu. Các bạn chú ý những phần mà sensei tô màu đỏ nhé. Bạn đã đến muộn nhỉ? Sao lại đến muộn thế? Vì hôm qua tôi ngủ trễ đúng nào? Thì đối với ví dụ này thì người nói muốn được gì ạ? Giải thích thêm về nguyên nhân hoặc lý do của cái việc mà tại sao lại đến muộn đúng không? Tức là giải thích về nguyên nhân lý do của sự việc mà mình đã nhìn thấy, đã nghe thấy, nhìn thấy đúng không ạ? Từ những ví dụ vừa rồi chúng ta cùng nhau rút ra công thức chung cho mẫu ndeska. Mẫu ndeska nó sẽ dùng gì ạ? Nó sẽ có những cách dùng sau đây. Đầu tiên đó là phỏng đoán hoặc là xác nhận nguyên nhân, lý do với những gì mình đã nghe hoặc là nhìn thấy. Thứ hai đó là gì ạ? Người nói muốn được người nghe cung cấp thêm thông tin với những gì mình đã nghe hoặc là nhìn thấy. Và cách dùng thứ ba của mẫu ndeska là gì đấy? Người nói muốn được giải thích thêm về nguyên nhân hoặc là lý do mà mình đã được nghe hoặc nhìn thấy. Công thức chung nó sẽ là gì đây ạ? Động từ ở thể thông thường, tính từ đuôi y và tính từ đuôi na tồn tại ở dạng thông thường. Danh từ ở thể thông thường thì chúng ta bỏ
dari và kết hợp với na cộng với in desu ka. Để hiểu rõ hơn về mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau họ tìm hiểu thông qua những bài luyện tập sau đây nhé. このお料理はお母さんが作りましたか? Thì ở đây là một mẫu câu rất là bình thường mà chúng ta lâu nay học rồi đúng nào? À, cái món ăn này là gì đấy? À, là do mẹ tôi đã làm đúng nào? Thì bây giờ chuyển sang ngữ pháp. Đối với ngữ pháp của bài cao hơn, bài ngày hôm nay thì sẽ là gì ạ? このお料理はお母さんが作ったんですか? À, cái món ăn này là mẹ nấu phải không? Mẹ bạn nấu phải không đúng không ạ? Hay là gì đấy? Ở đây là anh Minh đúng nào? Minh rằng wa ongaku o kite imasu ka? Anh Minh đang nghe nhạc phải không đúng không ạ? Một cái câu thường mà chúng ta hay dùng sẽ là như thế này đúng không nào? Vậy thì chuyển sang ngữ pháp của bài ngày hôm nay sẽ là gì đấy? À, khai thác thông tin nào? Đúng rồi ạ. Minh san wa ongaku o kiteru desu ka? Anh Minh đang nghe nhạc có đúng không? Đúng ạ. Tsugi. À, sensei có động từ ikimasu và yoko. Vậy thì sẽ ghép thành yoko ni ikun desu ka? Bạn có đi du lịch không? Bạn đi du lịch à, đúng ạ. Hay là tsugi. Tsukurimasu. Nam-san. Đây là anh Nam và có động từ tsukurimasu. Có thể là anh ấy sẽ là người tạo ra cái bánh kem này đúng nào? Nam-san ga tsukuttan desu ka? Đây là bánh anh Nam làm phải không? Tsukuttan desu ka? Còn câu bình thường chúng ta sẽ là Nam-san ga tsukurimashita ka? Đúng không ạ? Tsugi. Đây là gì? Elevator ni norimasen ka? Có đi thang máy được không đúng không? Có sử dụng thang máy được không? Thì cái người này mới xin lỗi đúng không ạ? Elevator ni noranai nai desu ka? Elevator ni noranai desu ka? Có thể leo lên thang máy được không? Có thể sử dụng thang máy được không? Người kia xin lỗi thì chắc là không được nên phải đi bộ rồi đúng nào? Hay Sugi, cái người con có hai người là người con trai thì khuôn mặt rất là buồn không vui vẻ đúng không ạ? Thì cái người con gái này mới hỏi là kibun ga waru desu ka? Thì bây giờ chuyển sang đối với cái mẫu n desu ka, chúng ta sẽ chuyển như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển thành kibun ga waru desu ka? Kibun ga waru desu ka? Tâm trạng không tốt phải không? Hay là gì đấy? Byouki desu ka? Chúng ta sẽ chuyển thành byouki nan desu ka? Tại sao lại byouki nan desu ka? Bởi vì byouki là danh từ đúng nào? Danh từ chúng ta bỏ da đi và chúng ta kết hợp với na đúng không ạ? Byouki nan desu ka? Bị ốm mà, bạn bị ốm mà đúng không ạ? Hãy tsugi. Đây là cuộc trò chuyện giữa hai bạn đúng nào? Dare ni chocolate o agemasu ka? Ai gì đấy? Ai đã tặng cho bạn kẹo sô cô la đấy? Đúng không ạ? Thì khi đây là muốn khai thác thêm thông tin đúng không nào? Dare ni chocolate o ageru desu ka? Dare ni chocolate o ageru desu ka? Ai đã tặng bạn sô cô la vậy? Hãy tsugi. Đây là một nhóm hai bạn đang nói chuyện với một cái chị gái rất là xinh đúng không nào? Doko de Nihongo naraimashita ka? Bạn học tiếng Nhật ở đâu vậy? Daigaku de đúng không ạ? Tôi học ở đại học. Thì khi chuyển về mẫu ngữ pháp hôm nay sẽ là gì? Doko de Nihongo o narattan desu ka? Khai thác thông tin chị học tiếng Nhật ở đâu đấy đúng không ạ? Daigaku de naraimashita. Tôi học ở trường đại học đúng không? Hay là tsugi.
来月の3日です。未来、いつ引っ越ししますか？いつ引っ越ししますか？日曜晩中ね。で、người kia mới trả lời là 来月の3日です。Vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành いつ引っ越しするんですか？来月の3日です。Đây là cuộc trò chuyện giữa một ông giám đốc và một cô nhân viên đúng không nào? Giám đốc mới hỏi là Doshite kaisao yamemasu ka? Tại sao cô lại nghỉ việc ở công ty? Thì cô này mới nói là gì ạ? Chichi no shigoto tetsudaimasu kara. Vì tôi sẽ giúp đỡ bố tôi trong công việc đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành như thế nào? Khai thác thông tin đúng không ạ? Doshite kaisa o yamerun desu ka? Doshite kaisa o yamerun desu ka? Chichi no shigoto o tetsudan desu. Chichi no shigoto o tetsudan desu. Tôi muốn giúp đỡ bố tôi trong công việc đúng không ạ? Vì tôi muốn giúp đỡ công việc của bố. Tsugi, một nhóm bạn đang trò chuyện với nhau đúng không nào? Thì một người mới hỏi là Doshite hikoshi shimasu ka? Thì cái người bạn nam này mới trả lời là ima no ie wa semai desu kara. Tại vì ngôi nhà hiện tại bây giờ thì chật hẹp đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang desu ka như thế nào ạ? Doshite hikoshi shirun desu ka? Doshite hikoshi shirun desu ka? 今の家は狭いんです。今の家は狭いんです。Bởi vì bây giờ, cái ngôi nhà bây giờ nó chật. Hey, 次, bạn nam mới hỏi bạn nữ là gì? どうして会議に間に合いませんでしたか? Tại sao bạn lại không đến kịp gì giờ họp? Shinkansen ga okuremashita kara. Tại vì tàu Shinkansen đến trễ đúng nào? Hey. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành Doshite kaigi ni mani awanakattan desu ka? Doshite kaigi ni mani awanakattan desu ka? Thì người kia trả lời là như nào? Hey. 新幹線が遅れたんです。新幹線が遅れたんです。はい、次、bây giờ thì bạn nữ lại hỏi bạn nam là gì? どうして5月5日は休みますか？bạn nam mới trả lời là gì ạ? 子供の日ですから。Kodomo no hi desu kara, bởi vì là ngày gì? Ngày quốc tế thiếu nhi đúng không? Ngày của trẻ con đúng nào? Đây là ngày của trẻ con. Thì chúng ta sẽ chuyển là Doshite 5 gatsu itsuka wa yasumi nan desu ka? Yasumi nan desu ka? Kodomo no hi nan desu. Kodomo no hi nan desu. Kodomo no hi nan desu, bởi vì là ngày của trẻ con đúng nào? Hãy, tsugi, chúng ta hãy cùng nhau dịch các câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Nhật nhé. Các bạn hãy dừng màn hình lại khoảng tầm 5 phút và sau đó tập dùng kiến thức đã học để hoàn thành bài dịch sau. Và cuối cùng, hãy cùng sensei so sánh đáp án nào. Minasan ii desu ka? Ichiban, tại sao hôm qua bạn không đi học? Khai thác thông tin đúng nào? どうして昨日学校を休んだんですか? Vì tôi bị cảm. 風邪をひいたんです。次、2番。Bạn Hoa không thích ăn cá phải không? Mình xác nhận xem, mình khai thác thông tin xem là liệu là mình đoán như vậy có đúng hay không đúng không ạ? Hoa sang wa sakana ga kirai nan desu ka? Hoa sang wa sakana ga kirai nan desu ka? 次3番。
Phong cảnh mùa xuân ở Nhật tuyệt vời lắm phải không? Rất là đơn giản đúng không nào? Phong cảnh là Kishiki đúng không ạ? Tuyệt vời là Subarashi đúng không ạ? Vậy thì ghép lại chúng ta sẽ có câu là Nihon no haru no Kishiki wa Subarashi desu ka? Subarashi desu ka? Các bạn chú ý nha. Subarashi in desu ka? Chà. Hãy suy nghĩ dùng bằng. Đồng hồ đẹp quá, bạn mua ở đâu vậy? Ii udedokke desu ne. Doko de kattan desu ka? Đã khai thác thông tin xem là ôi cái đấy đẹp thế mình muốn mua nên là mình mới hỏi đúng nào, hỏi khẩn thiết là doko de kattan desu ka? Bạn đã mua nó ở đâu thế? Được chưa? Mình đã sẵn kattan desu ne. Rất là dễ đúng không nào? Chúng ta cứ tuân theo công thức đó là gì ạ? Động từ, tính từ chúng ta sẽ chuyển về toàn bộ gì ạ? Thể thể thông thường đúng không nào? Danh từ thì chúng ta sẽ bỏ đà đi và kết hợp với gì? Với nà, được chưa? Và phía sau sẽ là desu ka. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến mẫu gì đấy? Desu ka. Desu ka. Hãy suy chúng ta hãy tìm hiểu thông qua các ví dụ sau đây nào. Đầu tiên sẽ là gì đây? Atama wa itai desu ga kaete mo ii desu ka? Tôi đau vì tôi đau đầu quá, tôi đau đầu quá, được chưa? Nên tôi có thể về nhà được không? Xin phép đúng nào? Hãy suy chàng trai nói với cô gái là như thế nào? Raigetsu suki ni ikun desu ga Ishokenme ikanai, chưa? Raigetsu suki ni ikun desu ga Ishokenme ni ikanai. Tháng sau mình đi sẽ đi trượt tuyết đấy. Tháng sau mình sẽ đi trượt tuyết nên là gì? Bạn có muốn đi cùng mình không? Chưa? Suki. Oyu ga denai desu ga Doshimasu ka? Nước nóng không ra. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Bây giờ tôi phải làm sao đây đúng không ạ? Indesu ga. Vậy thì từ những ví dụ trên chúng ta cùng rút ra công thức chung và cách dùng của mẫu cấu trúc indesu ga nhé. Đây là một mẫu cấu trúc dùng để làm gì ạ? Dùng để mở lời cho một chủ đề nào đó. Từ ga trong trường hợp này để nối các vế của câu chứ không phải là mang ý nghĩa là nhưng đâu được chưa? Khi mà chúng ta học ở N5 thì cứ có ga ở vế trước chúng ta sẽ mặc định chúng ta sẽ dịch đó là nhưng đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây nó hoàn toàn không có ý nghĩa là nhưng nha các bạn. Thứ hai đó là gì ạ? Vế trước ga thường được dùng để nói về sự việc của người nói, sau đó được bỏ lửng hoặc là xin lời khuyên, xin phép nhờ giúp đỡ, chưa? Và công thức chung của mẫu này cũng tương tự như là indesu ka, có nghĩa là gì ạ? Động từ, tính từ đuôi i, tính từ đuôi na đều ở thể thông thường. Đối với danh từ thì chúng ta sẽ bỏ đà đi và cộng với na, sau đó kết hợp với indesu ga. Để hiểu rõ hơn về mẫu cấu trúc này, chúng ta cùng nhau luyện tập thông qua những ví dụ sau đây nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có ví dụ là gì đấy? Nihongo de tegami wo kaitan desu ga, chotto mite itadakemasen ka? Đúng không ạ? Nihongo de tegami wo kaitan desu ga, chotto mite itadakemasen ka? Em đã viết một bức thư bằng tiếng Nhật, thì cô có thể xem giúp em một chút được không ạ? Cô có thể xem giúp em một chút được không? Hãy suy nghĩ. Ikebana wo naraitai desu ga, sensei wo shoukai shite itadakemasen ka? Ikebana wo naraitai desu ga, sensei wo shoukai shite itadakemasen ka?
À, bây giờ tôi muốn học gì? Tôi muốn học nghệ thuật cắm hoa. À, bạn có thể giới thiệu cho tôi một giáo viên tốt được không? Chờ. Watashi wa Namu san no kuni wo jōkō shitai desu ga, itsu ittara ii desu ka? Watashi wa Namu san no kuni wo jōkō shitai desu ga, itsu ittara ii desu ka? À, bây giờ thì tôi muốn đi du lịch ở đất nước của bạn bạn Nam đúng không? Khi nào tôi đi thì được đúng không? Đây là xin đưa ra muốn đưa ra khai thác muốn hỏi lời khuyên đúng không? Xin lời khuyên đúng không? Suki, Kabushiki wo mitai desu ga, dogo de chiketto wo katta ra ii desu ka? À, bây giờ tôi muốn xem kịch Kabuki đúng không ạ? Đây là một loại kịch rất là nổi tiếng ở Nhật nha các bạn. Bây giờ tôi muốn xem kịch Kabuki thì tôi có thể mua vé ở đâu thì được đúng không ạ? Kopiki ga kosho nan desu ga, どうしたらいいですか? À, máy copy bị hỏng rồi, máy photo bị hỏng rồi. À, bây giờ tôi làm gì thì tốt đúng không ạ? Tôi nên làm gì đây đúng không ạ? Mình nhấn mạnh cái thông tin mà mình muốn nhờ bạn người ta đưa ra cái lời khuyên cho mình đúng không ạ? Hay, Sugi. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu, làm ơn dạy lại tôi một lần nữa. Sumimasen. Mada wakaranai desu ga, mou ichido oshiete itadakemasen ka? Sumimasen. Mada wakaranai desu ga, mou ichido oshiete itadakemasen ka? Tsugi, 2番. Tôi đã làm mất ví rồi, bây giờ làm thế nào thì tốt ạ? À, rất là đơn giản đúng không nào? Sai phu o nakushitan desu ga, do shitara ii desu ka? Nào. Tsugi. Bây giờ tôi đến trường, tôi nên đi phương tiện nào thì tốt? Rakko ni ikanakereba naranai desu ga, nani de ittara ii desu ka? Tsugi. Ngày mai tôi chuyển nhà, các bạn có thể giúp tôi được không? Ashita hikkoshi surun desu ga, tetsudatte itadakemasen ka? Có thể giúp tôi được không? Hãy簡単でしょうね. Tsugi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đến mẫu ngữ pháp số 2. Bưng kế nghị. Đó là mẫu ngữ pháp liên quan đến thể khả năng. Thể khả năng trong tiếng Nhật có cách đọc là kanoke. Kanoke, thể khả năng. Trong tiếng Nhật thì có rất là nhiều thể đúng không nào? Ví dụ như thể từ điển, thể quá khứ, thể phủ định đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cách chia thể khả năng. Nghe thôi thì chúng ta cũng đã hình dung được một phần nào về thể khả năng đúng không nào? Thể khả năng đó là thể hiện cái khả năng của bản thân mình thôi đúng không ạ? Thì cũng như các thể khác thì động từ trong tiếng Nhật cũng chia làm ba nhóm chính và cách chia của nó như sau. Đối với nhóm 1 thì ở cột I sẽ chuyển sang cột E cộng với masu. Chờ. Đối với từ điển thì sẽ là cộng với ru. Xin xem ví dụ như sau. Oyogimasu. Bơi đúng nào? Vậy thì sẽ chuyển thành oyogemasu. Có thể bơi. Oyogeru. Có thể bơi đúng không ạ? Tsugi. Arukimasu. Arukimasu. Đi bộ đúng nào? Arukemasu. Có thể đi bộ đúng không ạ? Tsugi. Hanashimasu. Nói chuyện đúng nào? Chuyển thành hanaseru. Hanasemasu. Có thể nói chuyện. Hay là gì đây? Yomimasu thành yomemasu. Chuyển từ
gì? Từ đọc sang có thể đọc đúng không nào? Và trong cái nhóm 1 này thì các bạn chú ý cho CC đó là gì ạ? Các động từ như là arimasu, wakarimasu, shirimasu, dekimasu thì tự bản thân nó đã mang ý nghĩa khả năng rồi, nên là không thể chuyển sang thể khả năng nha các bạn. Hãy suy nhóm 2 thì sao? Nhóm 2 cách chuyển sang đó là gì ạ? Chúng ta bỏ masu đi cộng với raremasu. Bỏ masu đi và cộng với raremasu. Sẽ dễ ví dụ như sau. Tabemasu thành taberaremasu, có thể ăn nào. Miemasu chuyển thành mieraremasu. Tiếp mimasu, mimasu chuyển thành miraremasu, miraremasu xem chuyển thành có thể xem. Tiếp tatemasu chuyển thành tateraremasu, xây dựng chuyển thành có thể xây đúng không nào, có thể xây dựng. Và các bạn vẫn chú ý cho sensei một số động từ trường hợp đặc biệt nhóm 2 như là gì? Kimasu, mimasu, okimasu, thức dậy đấy ạ. Karimasu, abimasu, arimasu, orimasu, sugimasu hay là ochimasu, tarimasu. Các bạn chú ý cho sensei những cái trường hợp đặc biệt như thế này nhé. Đứng trước masu nó vẫn kết thúc bằng các cái gì, các cái từ khác cột e, tuy nhiên là gì ạ, nó vẫn thuộc trường hợp đặc biệt trong nhóm 2. Hãy suy chúng ta cùng tìm hiểu cách chuyển sang nhóm 3 nào. Nhóm 3 ở thể khả năng nào? Thì ở nhóm 3 thì có một cái công thức chung đó là gì ạ? Danh từ kết hợp với động từ shimasu đúng không nào? Thì khi đó chúng ta sẽ chuyển shimasu thành dekimasu, chưa ạ? CC ví dụ như sau. Benkyo shimasu sẽ chuyển thành benkyo dekimasu, học, có thể học đúng không ạ? Shodan shimasu thành shodan dekimasu, thảo luận hay chuyển thành có thể thảo luận. Tsugi shokuzi shimasu thành shokuzi dekimasu, hay là gì? Shimasu thành dekimasu, kimasu thành koraremasu, koraremasu. Các bạn chú ý cho CC cái này hơi khác một chút nhé. Vừa rồi là cách chuyển của thể khả năng. Vậy thì thể khả năng nó là như thế nào, nó vận dụng như thế nào, ứng dụng của nó ra làm sao thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Hãy CC có ví dụ như sau thì đây. Suie shimasu, mainichi renshu shimasu. Nếu như là mẫu ngữ pháp trong N5 thì chúng ta sẽ có câu đó là gì ạ? Watashi wa suie suru koto ga dekimasu. Tôi có thể bơi đúng không nào? Tôi có thể bơi. Tuy nhiên bây giờ nói một cái cách ngắn gọn hơn và một cái cách đó là cao cấp hơn, chúng ta sẽ sử dụng một câu đó là gì ạ? Watashi wa suie dekimasu. Tôi có thể bơi. Đó có phải ngắn hơn rất là nhiều mà nhị nghe nó sang chảnh hơn rất là nhiều không ạ? Ngắn hơn thì chúng ta sẽ dùng để trong giao tiếp rất là nhiều nha các bạn. Nên các bạn hãy cố gắng vận dụng. Hãy tsugi. Mai san piano o hiku gì? Và totemo jouzu. Sensei có câu đó là gì? Mai san wa piano o hiku koto ga dekimasu. Bạn Mai thì có thể gì, chơi đàn piano đúng không nào? Đây là mẫu câu đối với bài trước chúng ta học ở N5. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta sẽ dùng câu là Mai san wa piano ga hikemasu. Chờ, hikemasu. Từ những ví dụ trên, chúng ta cùng nhau rút ra công thức chung của mẫu ngữ pháp số 2 nào. Đó là nani nani ga, động từ ở thể khả năng đúng nào? Đây là một mẫu mang ý nghĩa là có thể đúng không ạ?
mang ý nghĩa là có thể. Và cách dùng nó đó là để diễn tả năng lực, khả năng của một người có thể làm được một việc gì đó, và chủ yếu dùng với những động từ diễn tả hành động có ý chí của con người. Các bạn chú ý cho CC nhé, những hành động diễn những động từ diễn đạt hành động có ý chí của con người. Và trong mục này các bạn chú ý cho CC một số điểm như sau. Thứ nhất, trợ từ o sẽ chuyển thành trợ từ ga, và các trợ từ như là ni, de, e, kara được giữ nguyên. Tiếp theo đó là gì ạ? Các động từ như là arimas, wakarimas, shirimas, dikimas tự bản thân mang nghĩa gì ạ? Khả năng, nên là chúng không thể chuyển sang thể khả năng được nữa. Chợ. Và để tìm hiểu rõ hơn về cách dùng, cách vận dụng của thể khả năng, mẫu câu đối với thể khả năng, chúng ta cùng tìm hiểu thông qua những gì ạ? Những cái phần ví dụ trong luyện tập sau đây nhé. Hay. Đầu tiên đó là gì ạ? Tôi có thể nói tiếng Nhật. Thì chúng ta sẽ dùng cái động từ là hanashimasu thôi, đúng không ạ? Hanashimasu chuyển sang thể khả năng đó là hanasemasu, đúng không ạ? Xin sẽ có câu như sau. Nihongo ga hanasemasu. Nihongo ga hanasemasu. Tôi không thể nói được tiếng Nhật thì nói như thế nào? À, chúng ta phủ định đi cái động từ có thể nói là xong thôi, đúng không ạ? Nihongo ga hanasemasen. Nihongo ga hanasemasen. Suki. Tôi biết lái xe ô tô. Kuruma ga unten dekimasu. Kuruma ga unten dekimasu. Tôi không biết lái xe ô tô. Kuruma ga unten dekimasen. Kuruma ga unten dekimasen. Tôi không biết lái xe ô tô. 次. À, ở đây sensei có miru và nomimasu. Nếu là cái gì ạ? Dấu x sẽ là phủ định, còn cái tròn maru thì sẽ là khẳng định nhé. Rồi, câu đầu tiên nào. Biru ga nomemasen. Tôi không thể uống bia, đúng không ạ? Tôi không thể uống bia. Hay, 次. Biru ga nomemasu. Biru ga nomemasu. Tôi có thể uống bia. Tsugi, ví dụ số 2. Sensei có hai từ khóa là bashokon và tsukaimasu. Bashokon ga tsukaimasu. Tôi có thể sử dụng máy tính, đúng không ạ? Bashokon ga tsukaimasen. Tôi không thể sử dụng được máy tính. Hay, 次, 3番. Sensei có hai cụm từ khóa đó là Nihongo no uta và động từ là utaimasu. Vậy sensei có hai câu như sau. Nihongo no uta wa utaimasu. Tôi có thể hát bằng hát nhạc Nhật, đúng không nào? 次. Nihongo no uta ga gì? Utaemasen, đúng không ạ? Utaemasen, tôi không thể hát được bài hát tiếng Nhật. Tiếp theo đây, các bạn hãy dừng màn hình lại khoảng tầm 5 phút và chuyển các câu sau từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Cuối cùng, hãy cùng đối chiếu lại đáp án với sensei nha. Minasan ii desu ka? Hai. Ichiban. Tôi có thể đọc được chữ Hán. Rất là đơn giản, đúng không nào? Động từ đọc chúng ta có động từ là yomimasu, đúng không ạ? Vậy thì chuyển sang thể khả năng đó là yomemasu, đúng không ạ? Vậy thì sensei có câu đó là kanji ga yomemasu. Suki, ni ban. Tôi có thể mặc kimono. Động từ mặc là kimasu. Thì chúng ta sẽ chuyển thành đây là động từ đặc biệt nhóm 2, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển thành kirarimasu. Vậy thì chúng ta có câu như sau. Watashi wa kimono ga kirarimasu. Suki, sanban. Bé Eri đã có thể ăn bằng đũa.
ăn bằng cái gì đó chúng ta sẽ là danh từ để, đúng không ạ? Ăn thì đơn giản là đúng nào, tabemas chuyển thành tabe raremas, đúng nào? Đúng rồi, bởi vì đây là động từ nhóm 2 đúng nào, kết hợp với raremas, đúng không? Vậy thì câu này sẽ chuyển thành như sau. Eri-chan wa hashi de gohan ga tabe raremashita. Eri-chan wa hashi de gohan ga tabe raremashita. 次, 5 番, 4 番. Mẹ tôi có thể nấu được món ăn Thái. Haha wa Thai ryori ga tsukuremasu. Haha wa Thai ryori ga tsukuremasu. 次, 5 番. Có thể đổi tiền ở ngân hàng. À, động từ đổi là gì? Kae, kaemasu, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là chuyển thành kaeraremasu. Vậy câu có thể đổi tiền ở ngân hàng thì chúng ta sẽ có câu như sau. Kono ginko de okane ga kaeraremasu. Kono ginko de okane ga kaeraremasu. Và trong cái phần này thì các bạn chú ý cho sensei hai động từ đó là gì ạ? Động từ miemasu và động từ kikoemasu mang ý nghĩa là gì đấy? À, có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy. Nhưng liệu nó có gì mà chúng ta cần phải chú ý ạ? Các bạn hãy cùng nhau quan sát thật kỹ, tập trung chú ý vào phần dưới đây nhé. Phần này rất là nhiều bạn nhầm lẫn đấy ạ. Sensei có ví dụ như sau. Biru ga miemasu. À, tôi gì đấy? Tôi có thể nhìn thấy tòa nhà. Tôi có thể nhìn thấy tòa nhà. Chờ. Tiếp. Kuruma no oto ga kikoemasu. À, có thể nghe thấy âm thanh của ô tô. Tiếp. Maru kara yama ga miemasu. À, từ cửa sổ thì tôi có thể nhìn thấy núi, đúng không ạ? Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? Khi nào chúng ta dùng miemasu và khi nào chúng ta dùng mimasu? Khi nào chúng ta dùng kikimasu và khi nào chúng ta dùng kikoemasu? Các bạn hãy chú ý lên đây nhé. Động từ mimasu chuyển sang thể khả năng đó là thành miraremasu, mang ý nghĩa là có thể nhìn. Động từ kikimasu chuyển thành kikemasu là có thể nghe thấy. Thì đây là hai động từ khi mà sử dụng khi mà có chủ ý, được chưa? Còn đối với miemasu có thể nhìn thấy, kikoemasu có thể nghe thấy, đây là sử dụng khi mà hành động không có chủ ý. Các bạn chú ý cho sensei đó là gì ạ? Miemasu và kikoemasu là chỉ khả năng của mắt, tai một cách tự nhiên, tức là nó không hề có chủ ý. Đây là những cái hành động tự nhiên, được chưa? Chỉ khả năng của mắt, tai một cách tự nhiên, dùng khi hình ảnh đập vào mắt và âm thanh lọt vào tai một cách tự nhiên, không liên quan đến khả năng của con người và không cần phải thông qua vật dụng nào cả như là kính, máy trợ thính các thứ, được chưa? Để hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy cùng nhau luyện tập nào. Ở đây là cảnh sắc đúng nào? Ở CC có là gì đấy? Tenki ga yokatta desu kara. Gì? Keshiki ga yoku miemasu. Chưa? Đây là tự nhiên đập vào mắt đúng không ạ? Tự nhiên đập vào mắt chúng ta rồi. Chúng ta không cần phải thông qua một cái phương tiện gì cả. Thời tiết đẹp nên là chúng ta nhìn rõ cảnh sắc thiên nhiên đúng không ạ? Nếu thời tiết đẹp có thể nhìn thấy rõ phong cảnh, đúng không ạ? Tsugi. À, umi ga chikai desu kara nami no gì oto ga kikoemasu. À, vì nhà gần biển nên là có
thể nghe được âm thanh của sóng biển đúng nào? Vậy thì chúng ta sử dụng là kikoemasu. Đây nó có thông qua một cái phương tiện gì không? Mà là do gần nhà nên là bản thân nó mình tự nghe thấy cái tiếng của sóng biển thôi đúng không ạ? Hãy tsugi. Oto ga chisai desu. Yoku kikoemasen. Âm thanh nhỏ nên là không nghe thấy gì cả. Chờ, cái bản thân là cái âm thanh nó nhỏ quá nên là khả năng tai của mình không nghe thấy. Nếu mà chúng ta lắp trợ thính vào mà có thể nghe thấy được thì khi đó chúng ta lại không dùng động từ kikoemasu nữa, mà chúng ta sẽ dùng động từ gì? Kikimasu chuyển sang đúng không ạ? Hãy ở phần này các bạn chú ý cho sensei, đó là trong câu hỏi không có từ để hỏi thì gì đấy, chúng ta sẽ trả lời tương tự như là câu hỏi không có từ để hỏi ở các mẫu câu thông thường nhé. Các bạn hãy cùng tìm hiểu thông qua những ví dụ sau đây. 1. Koen de soccer ga dekimasu ka? À, có thể chơi bóng ở gì ở công viên không? Ie dekimasen. À không, không thể chơi được nào. Nó tương tự với các cái mẫu ngữ pháp trước mà chúng ta đã học, các cái thể trước mà chúng ta đã học đúng không nào? Hãy tsugi. Kado de gì haraemasu ka? À, có thể trả bằng thẻ không? Hãy haraemasu. Vâng, có thể trả. Kantan de shou ne menasan. Rất là dễ đúng không nào? Tsugi. Có thể photo ở đây không? Ừ, có thể photo ở đây không? Vào đây chúng ta có cái dấu maru, tức là có đúng nào? Vậy thì các bạn hãy vận dụng và trả lời luôn giúp sensei nào. Koko de copy dekimasu ka? À, ở đây có thể photo không? Hai, dekimasu. Tsugi. Có thể gọi điện thoại bằng tiếng Anh không? Eigo de denwa dekimasu ka? Ie dekimasen. À không, không được đúng không ạ? Tsugi, có thể đọc chữ hiragana không? Hiragana ga yomemasu ka? Hai, yomemasu. Vâng, tôi có thể đọc đúng nào? Có biết bơi không? Ừ. Là gì đấy? Minkun wa oyogemasu ka? À, anh Minh có biết bơi không đúng không ạ? Ie oyogemasen. Ie oyogemasen. Không, anh ấy không thể bơi. Chờ. Tiếp theo hãy cùng sensei luyện tập thông qua bài tập dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật sau đây nhé. Các bạn hãy dừng màn hình lại khoảng tầm 4 phút và sau đó vận dụng kiến thức đã học để làm chúng. Cuối cùng so sánh kết quả cùng với sensei nào. Minasan ii desu ka? Hai. 1. Có thể mua tủ lạnh ở đâu? Có thể mua ở điện máy đúng không ạ? Doko de gì? Doko de renzoko o kaemasu ka? Denki ya de renzoko o kaemasu. Có thể nấu món ăn gì? Tôi có thể nấu nhiều món. À, donna ryori ga tsukuremasu ka? いろいろな料理が作れます. 次, bạn nghĩ rằng học bao lâu thì có thể nói được tiếng Nhật? 5 tháng. 何ヶ月ぐらい勉強したら日本語が話せると思いますか? 5月ぐらい話せると思います. Các bạn chú ý những phần mà sensei tô màu đỏ các từ để hỏi màu đỏ như là doko, dona, nani, chợ, nan. Hãy, tsugi. Có thể bơi bao nhiêu mét? Tôi có thể bơi 500 mét. Nan metoru oyogemasu ka? 500 metoru oyogemasu. Hãy, tsugi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mẫu ngữ pháp số 3. Bunke san. Trước khi đưa ra mẫu ngữ pháp chung, mẫu công thức chung thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua các ví dụ sau đây nhé. 1.
Vì kết hôn với người mình thích nên tôi rất là hạnh phúc. Khó nên tôi hoàn toàn không hiểu. 難しくて全然わかりません. Vì khó nên là tôi không hiểu đúng không ạ? Các bạn chú ý những phần mà sensei tô đỏ đặt chân nhé. Tsugi, vì mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh nên tôi rất an tâm. Kazoku no minna genki de anshin shimasu. Vậy từ những ví dụ phía trên thì chúng ta cùng rút ra công thức chung như sau. Đó là gì ạ? Động từ ở thể T, động từ ở thể T. Động từ thể nai thì chúng ta bỏ y đi. Tính từ đuôi y chúng ta bỏ y cộng với cự T. Tính từ đuôi na chúng ta bỏ na. Danh từ thì chúng ta sẽ cộng thêm D. Thì mẫu câu này là gì? Có ý nghĩa là vì nên, vì nên. Mẫu câu này dùng để chỉ nguyên nhân lý do. Mệnh đề một chỉ nguyên nhân và mệnh đề hai chỉ kết quả. Vế sau là từ không có chủ ý. Động từ khả năng và những từ chỉ cảm xúc. Trạng thái như là bikkuri shimasu, anshin shimasu, komarimasu, zannen, wakarimasu. Và các bạn chú ý đó là gì ạ? Không dùng trong mẫu câu biểu thị ý muốn rủ rê, mời rủ, mệnh lệnh hay. Để hiểu rõ hơn về mẫu cấu trúc, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập thông qua các ví dụ sau đây nhé. Hãy, vì ồn ào nên tôi không thể ngủ được. Nguyên nhân là vì ồn ào đúng không ạ? Nên kết quả là không thể ngủ được. Ồn ào thì chúng ta có dùng từ tính từ là urusai đúng không ạ? Vậy thì theo công thức đó là tính từ đuôi y chúng ta sẽ bỏ y cộng với kute đúng không ạ? Urusakute nerare masen đúng không ạ? Không thể ngủ được. Tsugi, không đỗ kỳ thi nên tôi đã rất thất vọng. Đỗ chúng ta có động từ gì? Gokaku đúng không ạ? Vậy thì không đỗ sẽ là Fugokaku hay Shiken ni gokaku shinakute gì? Gakkari shimashita. Hay Tsugi, máy tính hỏng khiến tôi không thể làm việc. Computer wa kowarete gì? Hatarakemasen. Computer wa kowarete hatarakemasen. Tsugi, do sự cố nên tôi phải nhập viện. Shiko de Newin shimashita. Shiko de Newin shimashita. Tsugi, vì mắt càng ngày càng kém nên tôi không thể đọc được báo. Me ga waruku natte shimbun ga yomemasen. Me ga waruku natte shimbun ga yomemasen. Tsugi, hãy cùng sensei luyện tập thông qua bài tập dịch sau đây nào. Ichi, vì mưa nên tôi đã đến công ty trễ. Mưa là ame đúng không ạ? Ame de kaisa ni okuremashita. Ame de kaisa ni okuremashita. Tsugi, 2번. Vì cái quần bé quá nên tôi không thể mặc nó. Zubon ga chisakute gì? Hakemasen. Tsugi, vì làm mất chìa khóa nên giờ tôi gặp khó khăn. Kagi ga nakushite komarimasu. Kagi ga nakushite komarimasu. Hãy, tsugi, vì lời giải thích phức tạp nên tôi không hiểu được. Setsume ga fukusatsu de gì? Wakarimasen.
説明は複雑で分かりません。Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến mẫu ngữ pháp số 4 nào. Bưng kế dầu. Sensei có ví dụ như sau. Osogatsu nanode, kaisa wa yasumimasu. Osogatsu nanode, kaisa wa yasumimasu. Vì là Tết nên công ty nghỉ làm việc. 次. 熱があるので招待します。あ、vì gì? Vì bị sốt nên là tôi muốn về sớm đúng nào? はい、次。部屋に誰もいなかったので電気を消しました。Vì không có ai trong phòng nên tôi đã tắt điện。Vậy thì từ những ví dụ trên chúng ta cùng nhau rút ra công thức đó là gì ạ? À, động từ ở thể thông thường thì tính từ đuôi y giữ nguyên, tính từ đuôi na giữ nguyên đúng nào? Danh từ thì chúng ta bỏ đà và cộng thêm na. Sau đó chúng ta kết hợp với no để sẽ ra một mẫu ngữ pháp có gì? Có ý nghĩa là vì. Và cách dùng của mẫu câu này đó là gì ạ? Được dùng để nêu nguyên nhân, lý do một cách khách quan. Vế sau thường dùng để xin phép hoặc lập luận. Và vì đây là một cái cách nói nhẹ nhàng nên không dùng trong các câu thể hiện mệnh lệnh hay là cấm chỉ nha các bạn. Để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Hey, vì đã khỏe nên tôi xuất viện. 元気になったので、退院します。元気になったので、退院します。次、vì rảnh rỗi nên tôi đi mua sắm。暇なので、買い物に行きます。次、vì bận nên không có thời gian chơi với con。忙しいので、子供を子供と遊ぶ時間がありません。次、vì là ngày sinh nhật nên tôi làm bánh kem đúng không ạ? 子供の誕生日なのでケーキを作ります。はい、tiếp theo nào. Vì không có tiền nên sẽ không đi đâu vào tuần này. Hey. お金がないので、今週の週末、旅行も行きません。次、vì đồ đạc này gây cản trở vướng víu nên tôi sẽ dọn đi。この荷物は山なので、片付けます。次、vì là chủ nhật nên tôi sẽ thong thả nghỉ ngơi ở nhà。thong thả nghỉ ngơi ở nhà đúng không ạ?日曜日なので、うちでゆっくり休みます。次、vì tinh thần không tốt nên tôi không thể xin nghỉ sớm. Vì tinh thần không tốt nên tôi có thể xin nghỉ sớm được không ạ? 気分が悪いので、招待してもいいですか? 次、vì muốn tra chữ Hán nên tôi sẽ mượn cuốn từ điển này. 漢字を調べたいのでこの辞書を借ります。じゃあ、漢字を調べたいのでこの辞書を借ります。次、chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang mẫu ngữ pháp số 5, bưng kế gỗ.Đầu tiên, xin sẽ có ví dụ như sau. 電車に間に合わない場合は連絡してください。Trong trường hợp không kịp tàu thì hãy liên lạc nhé. 次。地震の場合はエレベーターを使わないでください。Trong trường hợp xảy ra động đất thì
Xin đừng dùng thang máy. Vậy thì từ những ví dụ trên, chúng ta đưa ra công thức chung cho mẫu ngữ pháp số 5 như sau. Đó là động từ ở thể nguyên dạng, thể từ điển, hoặc là động từ ở thể tàng, động từ ở thể nai. Tính từ đuôi y, tính từ đuôi na giữ nguyên. Danh từ gì đấy kết hợp với no, cộng tất cả những cái trên sẽ cộng với by what, sẽ ra một mẫu ngữ pháp mang ý nghĩa đó là nếu như trong trường hợp, được chưa? Cách dùng của mẫu câu này đó là mẫu câu này diễn đạt gì? Diễn đạt giả định một tình huống nào đó xảy ra, khi cách giải quyết sẽ là gì? Cách giải quyết sẽ là gì, đúng không ạ? Trường hợp xảy ra thì cách giải quyết sẽ là như thế nào? Để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta cùng nhau luyện tập nào. Hãy chỉ trong trường hợp có hỏa hoạn, hãy gọi 119. Kazino bai wa ichi ichi kyu ni denwa shite kudasai. Tsugi, trường hợp muốn xin nghỉ ốm phải gọi điện báo trưởng phòng. Kaisa o yasumu bai wa kacho ni denwa o shinakereba narimasen. 次, trong trường hợp máy tính bị hỏng, hãy gọi cho hãy gọi cho điện máy, đúng không ạ? Công ty điện máy, đúng không nào? Pashokon ga kousho shita bai wa genkiya ni denwa shite kudasai. Hãy tiếp tục nào. Trường hợp động đất xảy ra, lập tức hãy tắt lửa. Động đất chúng ta có jishin, đúng không ạ? Jishin no bai wa sugu ji hii o keshite kudasai. Tsugi, trường hợp đăng ký hai người sẽ được giảm giá, giảm nửa giá, đúng không ạ? Đăng ký chúng ta có từ gì? Moshikomimasu, đúng không nào? 2人で申し込んだ場合は半額です. 次, trường hợp trời mưa thì sẽ không chơi bóng. 雨の場合はサッカーをします. すいません. 雨の場合はサッカーをしません. Trường hợp trời mưa thì sẽ không chơi bóng. Hãy suy, trường hợp thay đổi dự định thì sẽ gọi điện cho đối phương. Đối phương chúng ta có từ aite, đúng không ạ? Aite, đúng không ạ? Thay đổi thì sẽ là kawarimasu nào. Yote ga kawatta bae wa aite ni denwa shimasu. Suy, trường hợp sống ở Nhật thì phải đăng ký làm thẻ ngoại kiều. Chúng ta có từ vựng đó là thẻ ngoại kiều là Jairu Kado, đúng không nào? Jairu Kado. Nihon ni sumu bai wa gì? Gaikoku jin toroku o shinakeba narimasen. Hay, suy, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến mẫu ngữ pháp số 6. Bưng kê roku. Sensei có ví dụ như sau. Gì đấy? Diet shiteru no ni gì? Futo gì? Futotte imasu. Dù đã ăn kiêng thế mà vẫn tăng cân. Cảm thấy thất vọng, đúng không nào? Diet shiteru no ni gì? Futotte imasu. Tsugi, isshokenme binkyo shita no ni fugokaku shimashita. Dù đã học hành chăm chỉ nhưng mà vẫn lại không đỗ, đúng nào? Tsugi, nichiyobi na no ni hatarakanai to ikemasen. Dù là chủ nhật thế mà vẫn phải làm việc.
Vậy thì từ những ví dụ trên chúng ta sẽ có công thức chung cho mẫu ngữ pháp số 6 này như sau. Đó là gì ạ? Đó là động từ ở thể thông thường, tính từ đuôi y, tính từ đuôi na giữ nguyên. Danh từ thì bỏ đá đi và kết hợp với na, phía sau cộng với nồ nhi. Đây là một mẫu ngữ pháp mang ý nghĩa đó là dù thế mà, vậy mà, đúng không ạ? Mẫu này thì dùng khi kết quả trái ngược với những kỳ vọng và mong đợi của người nói, thể hiện cái sự bất mãn và không ngờ đến. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để hiểu rõ hơn về mẫu pháp này nha. Hãy chỉ. Tôi vận động mỗi ngày, thế mà vẫn tăng cân. 毎日運動してるのに、太りました。 次, buổi sáng đã dậy sớm thế mà vẫn bị muộn giờ. 今朝早く起きたのに、遅れました。 次, trời nóng vậy mà anh ta vẫn mặc áo khoác. 暑いのにコートを着てます。 Rất là trái với cái nhận định của mình đúng không nào? Tỏ ra hơi thất vọng một chút đúng không ạ? Hãy suy. Các bạn có thể gì ạ? Các bạn có thể dừng màn hình lại khoảng tầm 5 phút, vận dụng kiến thức đã học để chuyển những câu sau đây từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và cuối cùng là đối chiếu kết quả cùng với CC nha. Ý chị, dù mỗi ngày đều học tiếng Nhật, thế mà chưa giỏi lên. 毎日日本語を勉強してるのに、なかなか上手になりません。 Có ai thấy mình ở trong này không? Bởi vì tiếng Nhật là ngoại ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của chúng ta nên là nó rất là khó, cần yêu cầu các bạn phải có sự kiên trì và nỗ lực nhất định. Xin mong là tất cả các bạn sẽ tìm được cái động lực để các bạn học tiếng Nhật một cách hiệu quả và tốt nhất. Hãy chúng ta quay lại bài nào. Nhi bằng, hãy dù đã bật công thức rồi mà máy tính vẫn không hoạt động. Switch gì? Ireta no ni. Basokon ga ugokanai desu. Skip. Làm thêm nhiều thế mà lương thì không cao. Làm thêm là yangyo đúng không ạ? Yangyo takusan shita no ni kyuryo ga yasui desu. Tsugi, 4 bằng. Dù đã đợi 30 phút rồi, thế mà xe buýt vẫn chưa đến. 30 phút matteru no ni basu ga zi kimasen. Hãy, tsugi. Đã 10 giờ rồi, thế mà anh tôi vẫn chưa thức dậy. Mo yuji na no ni, onii-san wa mada okitemasen. Vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của ngữ pháp bài số 2 ngày hôm nay. Hãy cùng Sensei nhìn lại tổng hợp lại toàn bộ các cấu trúc câu trong bài nhé. Đầu tiên chúng ta đã học mẫu desu mang ý nghĩa đó là gì ạ? Khai thác thông tin, đúng nào? Tiếp theo đó là khanoke và cách sử dụng, đó là thể khả năng và cách sử dụng của thể khả năng, đúng không ạ? Chữ đi, cự tê, đệ mang ý nghĩa là vì, nên. Tiếp theo chúng ta học mẫu ngữ pháp liên quan đến nồ đệ mang ý nghĩa đó là gì ạ? Vì, diễn tả nguyên nhân nhưng mà đây là nguyên nhân khách quan mang tính nhẹ nhàng đúng nào. Chúng ta học cả mẫu ngữ pháp đó là bài wa. Đó là giả sử trong trường hợp này xảy ra thì cái phương hướng, cái cách giải quyết sẽ là như thế nào. Và cuối cùng chúng ta học mẫu ngữ pháp no ni. Thế mà, vậy mà thể hiện cái sự thất vọng, mặc dù mình đã cố gắng, mình đã kỳ vọng như vậy, thế mà kết quả không được như mong đợi, đúng không ạ?
Thật nhanh đúng không nào? Chúng ta đã đi hết được toàn bộ ngữ pháp của bài số 2 ngày hôm nay rồi. Sensei mong rằng nội dung kiến thức của bài số 2 ngày hôm nay đã giúp các bạn một phần nào đó trong con đường chinh phục tiếng Nhật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Minasan, gosecho domo arigatou gozaimashita. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuỗi video tiếp theo.